Đông rồi, bắt đầu là ấy rồi. Đông người rồi. Bắt đầu nha. Chuẩn bị rồi. Đá tắt ánh sáng của cầu rồi, bắt đầu bắn pháo hoa nha. Tắt rồi, tắt cầu rồi, tắt đèn là cầu rồi. Dân đã đến rất là đông đây, cầu đã tắt điện rồi. Tối rồi. Dân rất đông. Dân nghi ngút đây, dân đông lắm cả làng. Chưa thấy chị Hà ơi, vừa mới tắt ánh đèn ở cầu đã, xong bắt đầu mới bắn á. Đường phố rất là đây, cầu vừa tắt điện thôi ạ. Đây đang đứng ở đài truyền thanh thành phố. Vui lắm, năm nay vui lắm, đang đông, đang tắc hết đường ở đằng kia rồi. Từ chỗ đại Hùng Vương ấy, tắc hết rồi, đây là chỗ Cầu Vàng. Bây giờ đường đẹp thế mà lượng không ra ngoài này thì xem bắn pháo hoa. Hả? Đây ạ. Đây, dân rất là đông. Bây giờ Tony chạy đâu rồi? Cháu mới lạc đâu rồi? Đâu rồi? Tô Ly chạy đâu? Tô Ly ơi, bá Hà kìa. Tô Ly ơi, bá Hà này. Uiu, kia mẹ Tô Ly cho cháu đây rồi. Đấy. Cái gì đấy? Đây nhà cháu sinh viên nhà cháu đây. Sinh viên nhà cháu đang đi học đây. Đấy. Cái gì đấy? Chạy theo em. Tôi đi đấy. Chị cá mới em út. Cái gì đấy? Tôi đi. Ôi rồi. Xin cháu chưa? Xin chưa? Xin cô nào? À cô, cúi đầu nào. Đây, chuẩn bị bắn pháo. Đây, chuẩn bị chúng ta. Công tác hậu trường phải chuẩn bị đã.
Lâu thế nhỉ? Đây này, bắt đi ăn lên rồi. Đây, bắt đi ăn câu rồi. Đây, đây, báo hiệu là tắt đấy. Đây, bắt đầu mới đốt này. Tức là bật lên để có châm ngòi. Bật lên để châm. Đấy, lên rồi. Chưa, mới mới bắt đầu này. Yêu ơi, yêu. Yêu. À, phun được trên cầu à? Wow, đẹp quá. Năm nay làm đẹp thế. Wow. Tất trên đầu. Đây, đây. Wow. Đất trên đầu. Wow. Tôi sợ quá. Ôi, mở mắt xem. Xem nó hoa kìa cô nhé. Nó hoa, mình đẹp kìa. Tôi liên nhạc thế. Đây, tôi nhìn qua điện thoại của bố này. Tôi nhìn qua điện thoại của bố này. Đây này, qua điện thoại lên. Để tự nhiên. Ngay trên đỉnh đầu. Wow. Vị trí này xem có lý tưởng. Wow. Vị trí này xem quá đẹp. Đẹp quá. Woo!
vẫn đang còn chưa hết đâu, vẫn tầm cao mà. Đẹp quá. Ui, trên 100 người rồi. Trên 100 người theo dõi rồi. Đẹp quá. Tuyệt vời. Chào 107 người anh em. Wow. Wow.
Thấy chưa? Đẹp quá. Nay chọn được vị trí ưng ý. Xem. Đẹp quá, đứng ở vị trí này quá đẹp luôn. Một năm mưa thuận gió hòa. Lên rồi, còn ơi. Đã bảo rồi còn mà. Đẹp quá. Wow. Trái tim ấy. Tí nó một loạt sáng nữa cơ mà. Đẹp quá. Hết chưa? Phát này hết tật rồi à? Tắc hết đường rồi. Ôi bắn quả đẹp thật. Ôi cứ chơi đá cho mọi người. Đây rồi. Bình đứng đây xuôi chiều gió. Rồi xin chào cả nhà thôi. Vẫn mở chỗ hôm nay nhìn chỗ này quá đẹp. Đây ạ, chúng tôi đang đứng ở đài truyền thanh thành phố. Đấy. Quá đẹp. Wow. Ứ đình như là tiếng Đại Bác ở bên tai ấy.
Đây, dân tình coi như là ngõ ngách đây. Đây, đây là đường ngõ ngách. Các đường làng có xóm đều tắc hết. Yeah. Đã. Đây xem này. Xem này để cho đỉnh đỉnh đôi chưa? Đi. Đi sợ quá. Sợ quá, về đâu rồi? Ô mẹ. Ờ, thế không gì. Lần đầu tiên đi xem chả thế. Đấy, bây giờ là cái quãng đường này anh em đi ra là vất vả đây. Cầu Vàng đã được thắp sáng lên rồi. Xin chào tạm biệt tất cả nhà nhé.